Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình các bạn ơi. Hôm nay chúng ta là tiếp tục về quay về các bạn đây, sẽ giới thiệu đến các bạn toàn là những chiếc xe dưới này nha các bạn nha. Và đây các thành viên trong này các bạn ơi. Rồi, thành viên đầu tiên. Hello, xin chào các bạn, mình là Nam đây. Hello, xin chào các bạn, mình là Vin đây. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng đây. Hello, xin chào các bạn, mình là Bi đây. Đây các bạn ơi, hôm nay bốn em này sẽ giới thiệu đến toàn thể các bạn về những chiếc xe này các bạn. Và các em này mỗi người sẽ chọn ra 3 chiếc xe và các em này thích nhất nha các bạn, để mà quay cho đến toàn thể các bạn nha. Bây giờ các em này cùng ngồi xuống và lựa đi. Hãy lựa cho mình 3 chiếc xe mình thích nhất nha. Đây nha các bạn ơi, các em này là đang cùng ngồi lựa xe nha các bạn nha. Đây, trong này có rất là nhiều xe luôn các bạn. Để coi ba em này là sẽ lựa ra được những chiếc xe nào cực kỳ là ưng thích nhất của mình nha các bạn nha. Đây, để review đến toàn thể các bạn nha. Đây, mình quay cho các bạn xem một vòng dưới này các bạn nha. Có rất là nhiều xe luôn nha. Đây, mỗi chiếc xe có một màu sắc khác nhau, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, coi những em này sẽ chọn những chiếc xe gì nha các bạn. Rồi, các em đã chọn xong chưa? Rồi, bây giờ là tới bạn này trước nha, bạn Nam nha. Đây, bây giờ bạn Nam này sẽ giới thiệu đến toàn thể các bạn nha, xe này nha. Đây là một chiếc xe police cảnh sát nha các bạn. Đây, chiếc xe này là xe police cảnh sát nha. Xe này có mấy bánh nào? Bốn bánh là màu gì nào? Màu xanh dương. Đây, xoay một vòng cho các bạn xem nào. Xoay một vòng á, xoay một vòng chiếc xe á. Trời, không biết xoay một vòng luôn hả? Xoay gì nè. Đây, xoay gì nè, đó, thấy không? Đây, xoay một vòng cho các bạn xem nha. Xe này có thể kéo dài ra được luôn đó các bạn. Đây. Đây nha các bạn ơi, xe này kéo cực dài luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy ghê không? Đây. Đây các bạn nha. Rồi, tiếp tục tới xe thứ hai nào. Xe thứ hai em này thích nha các bạn. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Đây, một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ nha các bạn ơi. Đây, cái xe cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Đây. Đây nha. Xe này là có cả cầu thang đó các bạn. Đây, cầu thang đâu? Ôi trời, mạnh tay thế nhờ. Trời, các bạn ơi, chưa gì đó, đẩy với lại có hoạt động được không? Rồi, hư rồi, có từ từ thôi, cầm cái trên á. Cầm sát với trên mà đẩy vô. Cầm cái này nè, đó đẩy vô. Rồi. Rồi nha các bạn nha. Rồi tiếp tục tới chiếc xe tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha bạn. Đây là xe trộn bê tông kết hợp với xe lưu nha các bạn nha. Wow, xe này có mấy màu ta? Thấy rất là nhiều màu luôn nha. Coi thử đếm có mấy màu nào. Gồm màu gì? Màu xanh dương. Nè, xanh dương 1, xanh lá 2. Màu đỏ. Màu đỏ 3. Màu cam 4. Màu đen 5. Thế rồi. Đây, 5 màu nha các bạn nha. Rồi, tiếp tục bây giờ là sẽ tới cu Bin nha. Rồi, bây giờ Nam thì cứ ngồi chơi xe đi nha các bạn nha. Rồi, bây giờ tới Bin nè. Bin sẽ giới thiệu đến toàn thể các bạn. Xe khủng long, cũng chở khủng long nha các bạn. Đây là xe chở khủng long nha các bạn nha. Wow, xe này có mấy màu ta? Xe này có 2 màu. Đây, mấy màu? Nói lại đi. 2 màu. Sao 2 màu? Nói đi, màu gì, màu gì? Màu xanh nước biển, màu xanh lá cây với lại... Màu xanh lá cây là 1, xanh lá cây nhạt là 1 nè. Lá cây đậm là 2 nè. Màu cam là 3 nè. Màu đen là 4 nè. Màu xám là 5 nè. Đó, chưa sơ là thấy 5 màu đó, thì sao lại kêu 2 màu? Vậy là không biết đếm màu rồi. Rồi, thua rồi. Rồi, xe đầu tiên các bạn nha, xoay một vòng cho các bạn xem nào. Đấy, rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, tiếp tục xe nào nữa. Đây là chiếc xe múc đất 3 sừng. Đấy, xe này là xe cần cẩu xúc cát các bạn nha, xúc đất nha. Xe này là xe khủng long 3 sừng nha các bạn. Đấy, các bạn ơi, đây nó có cái cần gạt luôn nha các bạn. Đây, pin gạt đi các bạn ơi. Đây nha các bạn nha. Đây, có thể gạt được các bạn nha. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha. Xe này nó cũng có màu, nó cũng tương tự như cái màu này nè các bạn ơi. Đây, rồi tiếp tục tới một chiếc khác nào. Đây là chiếc xe mô tô cảnh sát. Đây là chiếc xe mô tô cảnh sát các bạn ơi. Wow, xoay một vòng các bạn xem đi. Đây, rồi bây giờ tiếp tục tới bạn Dũng nha. Bạn Dũng chọn ra 3 chiếc xe nào rồi. Đây, sao Dũng chọn, sao Dũng lại thích 3 chiếc xe đó? Nó mạnh hay là sao? Tròn đại. Cái gì tròn đại nữa hả? Không biết chiếc xe nào thích đâu. Trời ơi, một đống xe này mà không biết chiếc nào thích nè các bạn.
Trời ơi, đây, rồi, cho Dũng thích ba chiếc đó là dưới lên. Xe này xe gì? Xe tăng. Đây, xe tăng này là màu hồng các bạn. Wow, rất là nam tính nha các bạn nha. Đây, đây là xe tăng màu hồng nha các bạn nha. Rồi, xoay một vòng cho các bạn xem nào. Đây, đây, một chiếc xe tăng màu hồng. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Đây là xe bolit cảnh sát nha các bạn. Các bạn ơi, đây là chiếc xe cảnh sát các bạn nha. Xe bolit nha. Rồi, xoay một vòng các bạn xem nào. Người ta toàn chọn xe to đây, bạn Dũng này chọn toàn xe nhỏ nhỏ không mà. Đây, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, còn chiếc nữa. Đây là xe cẩu nha các bạn. Đây các bạn, đây là xe cẩu xúc cát các bạn ơi. Xe này có mấy màu à Dũng? Nó to lên, mấy màu? Ba màu. Màu gì? Màu đen, màu xanh dương, màu vàng. Thấy có màu xám nữa đó nha. Đúng. Có màu xám không? Có màu đỏ không? Có. Vậy mà kêu ba màu. Vậy mà kêu ba màu rồi, trời ơi. Rồi, xoay một vòng các bạn xem nào. Đây, xoay một vòng cho các bạn xem nha. Đây, xoay một vòng cho các bạn xem nha các bạn ơi. Đây, cực kỳ đẹp các bạn nha. Rồi, bây giờ tới bạn Bi nha. Đây là một chiếc xe bolit cảnh sát nha các bạn. Đây, xe là xe bolit cảnh sát các bạn ơi. Đây, cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục tới xe khác nào. Đây là một chiếc xe cần cẩu máy xúc. Cần cẩu máy xúc nha các bạn. Xe này gồm màu gì? Dạ. Xe này có màu gì? Có màu cam. Cam 1. Xanh lá. Xanh lá 2. Màu đen. Màu đen 3. Màu cam đậm các bạn. Màu cam đậm nữa là 4. Hết rồi. Rồi có 4 màu. Rồi nha. Rồi. Đây còn chiếc xe này nha các bạn. Đây đây cần cẩu xúc cát các bạn ơi. Bây giờ Bi xúc thử đây coi, xúc đất thử coi. Đây các bạn coi nhìn nhà Bi nữa các bạn. Đây. Để xúc cát được nha các bạn. Đây. Rồi nha các bạn nha. Rồi đây có rất là nhiều xe đây các bạn nha. Các bạn đó không chọn mà rất là đẹp như là xe trộn bê tông nè, lộn xe chở bình xăng các bạn nha. Đây, xe cần cẩu các bạn ơi, xe cảnh sát, xe container các bạn nha, có cả khủng long các bạn ơi. Đây, xe trộn bê tông đó các bạn. Đây, còn đây là ủi chiếc xe này mà không ai chọn nữa các bạn nè. Một cái xe siêu nhân các bạn ơi. Đây, chiếc xe siêu nhân này mà không ai chọn nữa các bạn. Còn bên này là một cái xe lưu các bạn nha. Xe lưu trộn bê tông. À, đây là xe chở trái cây nè các bạn. Wow, xe cần cẩu nhỏ nè. Đây, có rất là nhiều xe luôn nha các bạn nha. Đây, có cả khủng long. Khủng long nè. Con hổ nè các bạn. Wow. Đây, xe container các bạn nha. Wow, trong này có rất là nhiều container luôn. Đây, còn đây xe chở xăng các bạn. Xe xăng đang rất là lên giá luôn. Còn đây là xe máy. Đây, rất là nhiều xe cho các bạn nha. Còn đây xe móc cẩu các bạn nè. Đây, và video này thì mình chỉ quay mọi người vậy thôi nha. Rồi, video này mình sẽ kết thúc tại đây nha. Và các bạn này còn chào thế nào. Chào các bạn. Chào các bạn. Rồi, hẹn lại vào những cái tiếp theo nha. Bye.